Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên Hoàng, Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang gửi đến quý vị hai bản tin có một cái vụ thảm sát ghê gớm. Cả hai thanh niên trong độ tuổi ngoài 20 mà đã giết chết nhiều người. Nhưng mà cái tin tức này liên quan đến một người thanh niên da trắng kinh hoàng hơn. Anh Casey Van Horn, 22 tuổi, cư dân của tiểu bang Tennessee, thưa quý vị. Và đây là hình ảnh của Van Horn. Theo bản tin ghi nhận, người thanh niên này không biết vì lý do nào, chắc có lẽ là hận mẹ mình say xỉn suốt ngày luôn. Người mẹ say và anh viết trên Facebook, bà ta say quá, chắc bà ta biết bà cũng không biết bà chết nữa. Đó. Bởi vì anh đã bắn chết người mẹ của mình trong lúc bà xỉn. Vâng. Nhưng mà tội nghiệp đó là chính anh là người gọi người bạn thân nhất của mình đến để chăm sóc cho đứa em của mình. Khi người bạn thân của mình đến nhà thì Casey Lawhorn đã nổ súng bắn chết luôn người bạn thân nhất của mình luôn. Không có lý do, chắc nổi cơn điên rồi thưa quý vị. Nội vụ xảy ra tại thành phố East Ridge của Tennessee. Và ngay sau khi giết chết hai người, một người là mẹ của mình và một người là người bạn thân nhất của mình, thì Lawhorn đã lên trên Facebook và viết tất cả các chi tiết tại sao anh ta lại nổ súng giết như thế. Chỉ nói rằng là mẹ của mình say xỉn quá thì chết cho rồi, đại khái là như thế. Sau đó thì biến mất luôn. Từ ngày hôm qua, 5 giờ sáng thì cái vụ thảm sát mẹ và người bạn của mình xảy ra 5 giờ sáng ngày hôm qua. Và khi mà lên trên Facebook và cảnh sát tới nơi thì đã quá muộn rồi. Cảnh sát bây giờ đang ra lệnh truy nã, thứ nhất là King ở tiểu bang Illinois ở Chicago, người gốc Phi Châu, và tiếp tục truy nã người thứ nhì, Lawhorn ở Tennessee. Hai cái vụ này đã khiến cho cả cộng đồng bàng hoàng cũng như trên mạng Facebook nữa. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào cuối tuần vừa rồi thì đã xảy ra một cái vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Trump Tower, khiến cho một người bị thiệt mạng cũng như là đến 6 lính cứu hỏa bị thương khi mà cố gắng dập tắt đám cháy này. Thì được biết đây là hình ảnh cũng như là danh tính của nạn nhân đã thiệt mạng. Ông này có tên là Todd Bressner, 67 tuổi thưa quý vị, là một người chuyên sưu tầm các kiệt tác nghệ thuật để mua đi bán lại. Tuy nhiên được biết là từ năm 2015 thì ông Bressner đã khai phá sản. Thì cái ngọn lửa này xuất phát vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều hôm thứ Bảy thưa quý vị, và phát ra từ căn nhà của ông Bressner nằm ở tầng thứ 50. Và đến 9 giờ tối thì Sở Cứu Hỏa New York cho biết là ngọn lửa đã hoàn toàn được khống chế. Tuy nhiên khi mà mọi lính cứu hỏa đi vào cái căn apartment của ông Bressner thì ông đã hoàn toàn bất tỉnh khi được lính cứu hỏa kéo ra ngoài. Ông được chở vào bệnh viện nhưng mà đã không qua khỏi. Thì theo người đứng đầu Sở Cứu Hỏa New York là ông Daniel Negro nói rằng các căn apartment trên tầng cao của Trump Tower đều không hề có vòi phun chữa cháy, fire sprinklers thưa quý vị. Nhưng mà cái lý do là bởi vì được xây vào năm 1983, khi đó luật lệ không có bắt buộc là các tòa nhà cao tầng phải có fire sprinklers. Được biết là cái căn apartment của ông Bressner trị giá 2 triệu rưỡi thưa quý vị. Chưa kể là hàng loạt những cái tác phẩm nghệ thuật mà ông này ổng sưu tầm suốt nhiều năm qua. Trong đó có một bức chân dung của ông được chính danh họa nổi tiếng Andy Warhol vẽ. Wow. Cùng với hàng trăm cây guitar. Thì nhưng mà những người bạn của ông Bressner cũng tiết lộ là khoảng một vài năm trở lại đây thì ông Bressner tỏ vẻ là ổng chán ghét ở trong cái căn apartment này, ổng muốn dọn ra khỏi đây, nhưng mà vì là đã bị phá sản cho nên là ông chưa kịp thực hiện thưa quý vị, thì đã xảy ra tai nạn và hiện nay ông đã qua đời.
Trở lại với vụ tấn công Syria vào sáng ngày hôm nay, chính quyền Do Thái trước khi thực hiện vụ tấn công bằng hỏa tiễn rơi xuống Syria ở thành phố Homs đã gọi báo cho Hoa Kỳ biết. Và sáng ngày hôm nay, khi mà tin tức này xảy ra cho thấy rằng có máy bay tấn công Syria đó, thì phía Nga cũng như Syria đã mới đầu thì họ chưa biết được là Do Thái, họ đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ đã thực hiện vụ tấn công này. Sau khi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thành phố Duma Guta, đây là hai khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng nhưng mà đang có nguy cơ xảy ra cái vụ trẻ em, người thường dân bị ảnh hưởng vì tất cả những cái con đường cứu trợ đã bị ngăn cản. Tuần lễ vừa qua thì Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố là tìm cách ngừng bắn để có thể hỗ trợ trong cái việc mà đưa phẩm vật cứu trợ đến cho nạn nhân. Thì ngay lập tức hôm qua đã xảy ra vụ tấn công mới này. Sáng nay Do Thái đã chính thức tuyên bố họ đã thực hiện hai vụ tấn công, thưa quý vị, bằng hai chiếc chiến đấu cơ nhắm vào khu vực Guta và vùng Homs. Thế nhưng họ nói rằng có 8 tất cả đó là 8 cái hỏa tiễn rơi xuống. Nhưng mà phía Syria đã bắn lên những cái loại chống hỏa tiễn và chỉ có 3 hỏa tiễn rơi xuống khu vực phía đông, phía tây của căn cứ quân sự của Syria mà thôi. Điểm này cũng cho thấy rằng là mặc dù ông Trump vào hôm cuối tuần đã tweet là chỉ trích Putin và chỉ trích chính phủ Bashar al-Assad, gọi đây là animal, gọi đây là những thú vật. Ông nói rằng, và cái chuyện này chúng ta cũng đã nhớ vào năm ngoái đó, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho thả bom nhắm xuống một cái đường băng của Syria. Nhưng mà rất tiếc lần này thì phía Hoa Kỳ không có hành động nào hết. Có lẽ là có, dường như họ đang chờ đợi cái bản tin để xem thực ra cái vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này là do ai tạo ra. Có phải là do chính phủ Syria Bashar al-Assad hay không? Lẽ đương nhiên là phía Bashar al-Assad họ từ chối phủ nhận tất cả những cái hành động này. Nhưng mà năm ngoái thì Hoa Kỳ đã thực hiện cái vụ tấn công. Tuy nhiên năm nay thì tình hình nó hoàn toàn khác. Và theo đó, thưa quý vị, từ sáng tới giờ thì hai bên đã chỉ trích nhau dữ dội. Phía Nga cũng chỉ trích phía Do Thái và cũng chỉ trích luôn phía Hoa Kỳ. Mặc dù Tổng thống Trump đã lên tiếng đó là cho rằng phía Nga và Syria sẽ trả một cái giá đắt, big price, tức là phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ dường như không có nỗ lực nào hết. Điều mà đáng chú ý hơn nữa đó là trong thời gian qua, phía chính phủ Hoa Kỳ, ông Trump cũng đã tuyên bố là sẽ rút quân ra khỏi Syria càng sớm càng tốt. Ông đã báo trước cái tình hình đó, không biết vì lý do nào, dường như để thấu cấy Ả Rập hay sao đó, bởi vì trong cái lời nhắn của ông Trump có kèm thêm một câu nữa: nếu Ả Rập muốn Hoa Kỳ ở lại thì trả tiền. Ông lại đưa ra cái vấn đề lên cái bàn cân về cái cuộc chiến Syria và đã gặp phải sự chỉ trích nặng nề, bởi vì chưa đánh mà đã đòi rút lui. Và điều đó, các nhà phân tích cho rằng ông Trump đã để lộ ra một cái chiến lược để cho Syria do Nga kiểm soát luôn, chứ không phải là đơn thuần là chỉ có tranh chấp. Ông Trump thì không muốn kéo dài cái cuộc chiến này, mặc dầu cái số binh sĩ hiện diện ở tại Syria nó vào khoảng 2.000, nhưng mà không có nhằm trong cái việc tác chiến, quý vị, tấn công. Vì thế, ông Trump chỉ muốn rút quân về để giảm bớt cái tổn thất về vấn đề tài chính trong cái vùng Syria mà ông thấy không có giải quyết được. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó, sau khi mà kinh doanh thất bại cũng như là phải bán lại thị trường Đông Nam Á, thì công ty Uber sáng ngày hôm nay tuyên bố là sẽ thu mua lại một cái công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe đạp ở tại Hoa Kỳ. Thì đó là một công ty có tên là Jump, thưa quý vị, họ có trụ sở ở New York. Jump chuyên cho mướn xe đạp điện thông qua một cái ứng dụng ở trên phone.
Và theo lời người đại diện phát ngôn của Uber là nếu như trong tương lai mà cả hai công ty này sáp nhập lại thì người dùng hiện nay có thể xài cái ứng dụng của Uber để mà thuê xe đạp điện của Trump. Thì giá thuê hiện nay là 2 đồng cho 30 phút đầu tiên và sau đó là 7 cent cho mỗi 1 phút. Đặc biệt là với Trump, người thuê không phải đi đến một cái station nào để mà trả xe cả. Quý vị thuê từ nhà chạy đến chỗ làm thì cứ để xe ở ngay trước chỗ làm. Được biết công ty này thành lập vào năm 2008 và Trump hiện nay đã có mặt tại 40 thành phố lớn ở 6 quốc gia trên thế giới. Được biết cái lý do mà Uber mua lại Trump là vì cái thị trường cho thuê xe đạp hiện nay đang doanh thu tăng lên khoảng 20% mỗi năm và dự kiến là đến năm 2020 thì sẽ đạt đến doanh thu là hơn 5 tỷ euro thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.